con đó đó hả? Cái tướng nó gì còn mắm, nó không bằng gốc của tôi nữa. Mà hớt cái miệng cái à, mẹ làm cái này, mẹ làm cái kia, thấy ghét lắm bà ơi. Ừ, còn trả đồ hói nữa. Đồ chả... hói nào? À, bà hỏi thăm ông xã tôi hả? À, ông khỏe, ông khỏe. Ừ, cảm ơn nha. Bữa khá gặp nói chuyện ha. Đồ hối là hối. Đứng lại cái thằng kia. Cái gì vậy? Đứng lại. Đứng lại cái thằng kia. Trời đất ơi, loạn rồi. Giỡn vậy đó. Rồi, trời ơi, nhà cửa giống như mới động đất vậy trời. Con gà ba. Còn có ông này nữa. Ăn uống vô tội vạ cơ kìa. Bóc tay vì sao văn quá được. Ây da, ông ăn ạ. Tôi muốn đánh giấm lúc nào, đánh giấm cái thằng ôn dịch này nè. Kệ em đi, em thích uống là kệ em. Trời. Nè, chú Phúc. Liên quan gì chị? Nè, tôi nói chú nghe nha. Người lớn trong nhà phải làm gương cho mấy đứa nhỏ. Uống bia rượu không có tốt cho sức khỏe. Em thích uống thì kệ em. Chú nói là như mấy đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ. Trời ơi. Hộp cho em. Sao? Đã thấm hết chưa? Ba. Ừ? Tiêu chuẩn văn hóa gì đó, gia đình có liên quan tới mình đó ba. Trời đất ơi, sao không liên quan con? Đó, mình đã đăng ký rồi. Đây là một cái gia đình văn hóa, mình phải thực hiện đúng những tiêu chuẩn đã đề ra. Tất cả thành viên trong gia đình, ngay từ giờ phút này, ngay giờ này, tất cả phải thực hiện đúng tiêu chuẩn ba đã đưa ra, hoặc là theo tiêu chuẩn người ta. À, để cho mình làm một cái gia đình văn hóa nhất khu phố, con hiểu không? Đó, đó, bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ con. Con là thứ hai, nha Hạnh. À, phải thực hiện đúng tiêu chuẩn đã đề ra, không được đánh giấm bừa bãi, nhớ không? Cái gì vậy? Trời đất ơi, mới nói nữa làm liền. Cảm tự nhiên ba nhắc làm chi, cái nó nhột nhột ra luôn. Gia đình văn hóa cái gì? Ủa? Đó, trời ơi, cho mẹ ẩm, cho mẹ ẩm. Ở dưới nhà có chuyện gì mà ồn quá, con bồng cô bo vô nó khóc quá trời khóc luôn. Rồi, đưa giỏ cho mẹ. Ừ, ôi bà con tới ngày này. Ô, ô, đói bụng, ô, chào mẹ chi nha, ôi, ô, bà, ô. Bà nội vô pha sữa con, ô, bà nội vô pha sữa cho con uống. Ô, ô. Mẹ ơi, vậy con về luôn nha mẹ. Ừ. Trời đất ơi, ăn uống kiểu này gia đình văn hóa sao được. Gia đình văn hóa đâu? Tập hợp dọn vệ sinh nhà cửa. Gia đình văn hóa tập hợp. Trời ơi, cái gì vậy ba? Gì vậy ba? Mới sáng sớm mà tập hợp gì ba? Nè, ngủ. Gì vậy? Sao vậy ba? Trời đất ơi, cái gia đình văn hóa một trong những tiêu chuẩn đó là gì? Là phải có lối sống lành mạnh. Do đó, kể từ hôm nay, từng thành viên trong gia đình sáng phải chạy bộ, à, tập thể dục, nghe chưa? Dạ. Chuẩn bị. Ê, ê, quyết tâm đạt gia đình văn hóa. Quyết tâm đạt gia đình văn hóa. Quyết tâm đạt mạnh lên, mạnh lên. Quyết tâm đạt gia đình văn hóa. Quyết tâm. Ơi, tới giờ giải trí với thú vui tao nhã rồi. Vô trời ơi,
gì vậy? Gì ba? Đứa nào? Đứa nào đã biến cái thú vui tao nhã của tao thành phim ma vậy? Dạ thưa ba, theo tiêu chí của gia đình văn hóa, cho nên con đã khai tử những thú vui tao nhã của ba. Vì sao? Vì nó được xếp vô hàng văn hóa đồi truyện. Yeah! Mày hả? À? Mày làm phải không? Mày đi, mày. Dạ thưa ba, theo tiêu chí của gia đình văn hóa là ba không nên gọi con mình là mày tao. Như vậy sẽ không tốt cho tiêu chí gia đình văn hóa. Yeah! À, Phúc con nói đúng rồi đó. Ba sai, ba sẽ sửa. Tất cả nghe lời Phúc nói nha. Dạ. Ôi, đôi môi ba chín chín thật là dễ thương. Con cảm ơn ba. Cảm ơn các con. Yeah! Hạnh, con đang làm gì đó con? Dạ thưa ba, con đang tập thiền để chống đánh rắn. Ồ, quá hay. Vậy là cứ thế mà phát huy con nha. Trời ơi, mới nói người ta làm đi. Đăng quỷ. Trời ơi, người ta đang tập mà quýnh người ta ư hơi. Đăng quỷ. Đây, đừng lại, đừng lại. Đổ đi, đổ đi, đổ đi, đứng lại. Cô quá đã. Đứng lại. Cô đã nó đi rồi, bây giờ đứng lại. Đứng lại. Mày đánh rắn, mày đánh rắn, mày đánh. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái gì vậy? Nói mẹ nè, con cứ nói mẹ là phải nên. Đứng lại, chạy. Mày ra, mày ra. Mày ra, cô là dâu mà cô nói tiếng mẹ. Ôi. Tất cả gia đình văn hóa là vậy sao? Im lặng. Trời ơi, im lặng anh mày con. Càng quá. Trời ơi, con đã nói gì vậy? Nghe ơi, Hương ơi. Ủa, ông tới đây chi vậy? Xin trân trọng thông báo với ông, tôi vừa được bổ nhiệm làm tổ trưởng khu phố tạm thời để thay thế cho tổ trưởng tiền nhiệm ăn bánh dày, nuốt phải cái răng giả phải nhập viện để hôm nay tôi tới đây để kiểm tra coi gia đình ông có đủ tiêu chuẩn để nhận gia đình văn hóa chưa. Nghe, đi vô làm việc. Xin ra cho làm việc thôi. Không, vậy dạ, tôi nói như vậy. À, bây giờ trễ rồi, thì để mai mốt kiểm tra ha. Trễ cái gì? Người làm việc có trách nhiệm như tôi á, làm việc cho nó hết giờ. Nghe, giờ này là chưa có gì phải trễ. Đi, vô làm việc thôi. Duy là tụi ông nói em nghe. Bữa nay cái nhà nó xấu, nó kiên cái vụ kiểm tra ra bữa khác tới giùm nghe. Năn nỉ. Mê tín dị đoan. Tiêu chuẩn gia đình văn hóa là không được mê tín dị đoan, nghe rõ chưa? Thôi mà nha, xích ra đi, xích ra. Ê ê, chả biết nghe làm gì vậy, trả cái điện thoại đây. Chả biết, chả biết. Chưa phải rồi chứ, tôi nấu ăn trong gia đình này mấy chục năm nay mà hễ làm trước gì là cô nói mẹ mới làm cái này, mẹ mới làm cái kia. Vậy cô nấu đi, tôi không thèm nấu nữa. Dâu cô gì mà nói một mà cãi số mười. Mẹ ơi, con đâu có ý gì đâu, thì con thấy lạc thì con nói mẹ nêm thêm muối thôi chứ con. Đó, anh em biết được cái đồ xanh nó dục luôn đó. Muốn quậy hết rồi cho coi. Mẹ, con làm như vậy hoài. Ông bà cái gì vậy ba? Ông bị gì á? Cả nhà ơi, tôi gì cả nhà? Anh ơi. Dạ. Đem cái này trả cho ông dâu. Tôi đã hy sinh trong... Dạ, chào anh. Dạ mệt vô, dạ mệt vô. Hãy đi, tất cả vô vị trí. Ông vô, em mời anh, mời anh. Dạ, dạ. Xin lỗi, xin lỗi. À, tôi muốn cho thơm tho cái phòng. Lúc nào cũng phải xịt phòng đó cho nó thơm. Anh hai, anh hai ăn không? Cái miếng này ngon lắm nè. Anh em nó thương nhau quá ha. Đúng nhau không? Có mồm hai ha. Em bị dính miệng kìa. Ừ, hả?
Thương quá, ngoan lắm. Trời ơi, tiếng ghét. Nè, anh xem, anh nhìn đâu vậy? Dễ thương lắm đó. Ăn cô phải đút nhau vậy đó mới chịu. Đứa này bệnh là đứa kia bỏ ăn luôn đó. Mặn lắm không? Không mặn lắm lên thôi. Ờ, dễ thương ghê. Cảm ơn hai người nha. Nè, hai đứa ăn xong á con, lên chơi game đi nha, đi game cho nội buổi đi học hoài à. Được rồi nội. Lười lắm nội ơi, suốt ngày bắt chơi game hoài à, học bài không cho. Đó, đúng rồi, bài nhiều lắm nội ơi. Thấy không, lo học. Không biết game là gì luôn. Hay quá. Không chơi hoài luôn không? Thôi mình đi lên học đi anh ơi. Thôi học đi nổi. Không, tới giờ học là phải đi bỏ luôn ăn. Dạ. Chào giỏi. Chào ông. Ừ. Chào nội. Con chào bà nội. Ừ. Con chào mẹ. Ừ, giỏi. Con xin phép con lên học trước à. Rồi con lên đi. Dạ thưa bác Châu mới tới. Chào chị. Ơi. Chào con, con mới nấu xong canh nè. Mẹ nếm thử giùm con coi vừa không mẹ? Đi ra mẹ nấu thử coi. Dạ. Không vừa mà vẫn có vừa. Nè. Nấu thì hơi lạc đó. Nhưng mà mẹ biết là con muốn tốt cho sức khỏe mọi người. Nó ăn lạc thì nó rất là tốt. Dạ con cảm ơn mẹ hiểu con. Thương mẹ. Dạ, chào bác Châu. Bác Châu mới qua chơi. Dạ. Bác cũng khỏe, thấy sức khỏe bác ngon không? Dạ. Ồ, giờ này mà còn tập thể dục nữa hả? Dạ, con rảnh khúc nào tập lúc đó để nâng cao sức khỏe bác Châu. À, hay quá. Dạ. Thứ ba đi tập cho ba. Tập bác Châu đi tập. Dạ. Tập hoài vậy hả con? Dạ, tập để nâng cao sức khỏe ba ơi. Nghỉ ngơi chút không chịu hả? Dạ không ba. Thấy thương lắm. Dạ, thưa mẹ em đi tập. Ừ. Dạ, thưa chị hai em đi tập. Em chồng đi tập thể dục vui vẻ nha. Dạ chị hai. Ừ. Thương. Dạ con đi cho bác. Ê! Cái gì vậy? Ê! 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 Tại cái thói quen nó tập nó phải la nên cho nó thoát hơi. Gì nó la lớn xin lỗi anh nha. Thằng con lớn của tôi. Dạ. Chú chào bác Châu. Để nói đầu tiên con gửi đến bác Châu là chú sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Làm gì không biết? Dạ nó vừa thiền đó anh. Dạ. Dạ. Anh xem nè. Tôi mới đập cái này cái con mũi, con mũi. À vậy hả? À. Xin lỗi, xin lỗi. Cho nó thơm khán phòng. Dạ. Dạ đúng mà. Gia đình của con lúc nào cũng có mùi hương thơm ngát. Anh Châu, anh thấy gia đình tôi thì sao anh Châu? Ừ thì với cái việc mà chăm sóc của gái Năm thì gia đình là tôm tất sạch sẽ đẹp đẽ quá. Dạ, dạ. Cảm ơn anh. Dễ thương lúc gia đình. Mời anh tham quan đi. Mời bà anh xuống tham quan làm sao? Dạ. Đang tập yoga mà. Hồi trước anh tập qua đầu được, em phụ anh để qua đầu cho ông nể. Để qua đầu rồi một hồi lưng trong nhà nữa. Tôi nói chuyện với tôi chịu hết nổi nữa nha. Gia đình là số 1, oh oh oh.